lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mang mát êm như sao diệu giật giơ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Công mẹ sanh con với bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sanh được với lòng mẹ thương con vốn không tận. Trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mới đồng lần đầu tiên. Rồi từ đó, sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đạp con chòi. Lắm khi mẹ ngủ say rồi, bà vẫn phải giật mình tỉnh giấc. Chuyện miên lá lùng khôn ta vui vì con mình nay nó sớm sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặng lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Lặng lội gieo nuôi con tới ngày lớn khôn. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc
giọng thương ấy qua lời ru êm ả đã theo chân con trẻ trên vạn nẻo sông hồ. Lúc còn thơ giọng ru và nhịp giọng đã dìu con vào giấc ngủ không ngờ. Rồi khi con khôn lớn, mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chăng, mắt kia chỉ dìu dìu trách hờn. Con đáng thưởng, mắt chỉ biểu lộ một niềm vui mang mát. Ôi mẹ già tuổi hàng, mãi ru con đến bạc tóc ưu phiền. Mẹ ơi nay con đã dừng bước lãng du thì mẹ già đã 80 niên kỳ, nhưng lời ru của mẹ vẫn còn vắng vắng bên tai. Ồ ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh dậy mẹ thức đủ vừa năm. Mẹ ơi mẹ đã thức với con cho tới ngày tuổi xế. Lần mắt kia mờ lệ chỉ vì thương con trẻ còn lần đần nơi góc biển chân trời. Bao nhiêu lần con bớt hiếu với mẹ rồi, nhưng bông sen vẫn nở ánh hồng phương phớt, vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười. Xin trân trọng giới thiệu về thầy Kim và đã từ trần đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Tiến Thắng. Đã có vòng hoa để phần tấn công hiến và chia buồn cùng các vị cho đồng chí Ngô Hồng Thừa và cho xin trân trọng kính mời cho bảo hộ các vị nhân dân chứng kiến và chia buồn cùng các vị.
kính mời ban chấp hành hội cựu chiến binh vào phòng tang lễ dân hương phụng viếng và chia buồn cùng gia quyến. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
tiễn biệt rồi mẹ ơi, rồi các con phải chia ly mẹ rồi. Mẹ ơi, những chầu mẹ chẳng còn tên, mất rồi cả tiếng mẹ hiền xưa hòa thay. Mẹ ơi, xì xào gió thổi vườn cây, cứ như mẹ lại về đây mỗi lần. Ôi mẹ ơi, sầu bi đầu đội chữ hiu chân quỳ, chân quỳ chưa chung ngôi mẹ. Đồng ra quan hái tạm phân cho gia đình,
thì con xin thầy đức Phật thứ hàng đại trinh cùng chức ly bảo vệ ác quan trinh và trang chủ quan trị sống hết về bản trinh dân cư canh tại nhà nước. Dạ vâng. Dạ vâng, con niệm nam mô a di đà phật. Dạ con niệm nam mô a di đà phật. Con niệm nam mô a di đà phật. Dạ con niệm nam mô a di đà phật. Vâng. Dạ đại thánh a di đà phật. Đại thánh a di đà phật. Đại thánh a di đà phật. Dạ vâng, con niệm nam mô a di đà phật. Nam mô Thanh Luân Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Dạ Nam mô Thanh Luân Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Quân niệm Nam mô A Di Đà Phật. Dạ vâng, giờ con xin lạy Thanh Luân Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin ngài đã giúp được trần bước chân linh và vâng là phạm nhã từ tây phương và từ nền xa của đất vân và đã về nhập ra. Bây giờ vâng xin chân linh về để chứng cơm canh để nước chứng mặt chứng tên chua tất cả. Từ nam con nữ thú dâu con rể cái cháu chắc nội hoàng dạ vân của chân linh về phần thứ nhận. Dạ đến Nguyễn Thị Nguyễn Đăng Nga Tuấn. Dạ vâng là thế. Và chắc con là Nguyễn Đăng Gia Pháp. Đến gia đình thứ năm là Nguyễn Đăng Nguyên. Thế nhưng thì hương gia đình có nam con là Nguyễn Thị Trung, nữ là Nguyễn Thị Nhung, rể con có là Vũ Văn Quỳnh. Và trong con của đồng là Văn Vũ Văn Đức, tức là đồng gia đẳng gia đình tại thổ đầu Yên Thôn đến xã Nông có huyện Thanh Tĩnh. Đến gia đình thứ năm Nguyễn Đình Nguyện, xã Văn Thế, sau con là Nguyễn Thị Mẹ của nam con là Nguyễn Đình Tuấn Anh và nữ là Nguyễn Thị Nguyện. Rể con trong gia là Nguyễn Văn Minh, cháu con là Nguyễn Ba Bảo Nam và Nguyễn Minh Chí từ cùng hợp đồng gia đáng tại khu vực gia nghĩa huyện Đắk Nông tỉnh. Đến gia đình thứ nữ là Văn Nguyễn Thị Hương. Dạ vâng, tức là có nam con là Nguyễn Quách Văn Hải và dâu con là Đỗ Thị Vĩ từ hợp đồng gia đáng thuộc đầu Yên Thôn giả tế tháng giả Nông có huyện Thanh Hóa tỉnh. Và đây tức là về trong là gia đình là chủ gia là vâng, tức là về phu quân của chân linh ông là Nguyễn Thanh Nhị. Vâng, ký mẫu là bà Đỗ Thị Lan. Trong gia đình có nam con là Nguyễn Tình Ngọ, Nguyễn Đình Hùng, nữ nhi là Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Hà, tức là của cháu con là Hoàng Thị Linh và Hoàng Nhẹ Khoa. Đến tức là hợp đồng gia đẳng gia đình cùng an phần tại khu vực gia nghĩa huyện Đắk Nông tỉnh vang. Hôm nay tất cả toàn gia quyết đẳng gia đình thành công trả cô thế đã phần cơm canh và đèn nước vang để tức là dâng cơm canh đèn nước cho chân linh. Bây giờ con xin đại đức Phật đại gia tôn nữ thú sâu con để cái cháu chắc nội ngoại cư trần không có những về vẫn tức là mạnh âm phúc, không những về lực mạnh mạnh trung trí được là do hành là văn những ngày đã chứng cương thì chứng âm chứng cho được an phận cả tôi được là văn không phải chúng tôi nhưng mà văn là văn với quân sĩ. Bao la như biển Thái Bình rạn rào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đông lúa chiều xì rào, tiếng ru bên thềm trăng ta soi bóng. Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mà tình hồ, lời ru mát mát êm như sáo diều ngập ngừng, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát. Yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao, thương con khuya sớm bao tháng ngày,
mưa gió không quản thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm. Tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chia. Chứa trên bao xóm làng gần xa tình mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe lời ru rau xuyến núi đôi suối rừng sáng tre sóng ven đại bình im lìm khi tiếng mẹ ru một lòng nuôi nấng về những ngày còn thơ một tình thương mến em như tiếng đàn lời ca mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà khắc ghi bên lòng con trẻ muốn bước đường đường sớm chiều về đâu dù khi mưa gió tháng ngày trong đời để dâng dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng bạc màu vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng vây dưới bóng mẹ ơi con đã xa xôi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi con đã xa xôi con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu mẹ ngồi đan áo. Ngoài hiên mùa đông cây bàng lá rộ. Ngày xưa chị hát phu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ buồn xa vắng nhìn cha. Thương cha chi lớn không thầy. Biển sóng thét cao một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa. Trời gió mấy ngàn một ngày khóc mẹ trăm ngàn sao rơi. Mẹ ơi thế giới mênh mông không bằng nhà mình.
tuổi thơ như chiếc gối êm cho tuổi già úp mặt. Diện cho các quý chi bộ các đoàn thể tổ chức trong ban
mặt trận thôn đội lên. Kính thưa thân nhân gia đình đám tổ của Phạm Thị Nhã, thưa toàn thể bà con, cụ Phạm Thị Nhã sinh năm 1921, quê quán tại làng Thị Hạ, xã Tây Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, thường trú tại làng Đồng Yên, xã Tây Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, hội viên hội người cao tuổi làng Đồng Yên. Sau một thời gian đau nhức, mặc dù đã được con cháu và hàng tận tình chăm sóc, làng xuống thăm hỏi động viên các cơ sở y tế tình hết tình trước cửa. Nhưng do tuổi cao sức yếu thì đã từ trần. Vào hồi 2:53 ngày 21/3/2019, ngày 16/2/1990, tuổi thọ 98 tuổi, cụ qua đời là một tổn thất không gì bù đắp cho gia đình anh em họ mạc, là một món quà cho hàng xóm, hội viên người cao tuổi làng Đồng Yên, xã Tây Thắng. Trong không khí đau buồn này, thay mặt của ban lễ tang xin gửi lời gửi đến gia đình cụ Phạm Thị Nhã lời chia buồn sâu sắc và lời động viên chân thành. Tang lễ cụ Phạm Thị Nhã được tổ chức theo nghi thức truyền thống của làng và được an táng tại nghĩa trang bên sau làng Đồng Yên. Tới dự buổi lễ tổ chức tang lễ đưa thi hài cụ Phạm Thị Nhã về nơi an nghỉ cuối cùng có các đại biểu đại diện cho cấp ủy chi bộ, cán bộ thôn, các tổ chức đoàn thể trong ban mặt trận làng Đồng Yên, của đông đảo anh em họ mạc nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa, các gia đình thống gia cùng đồng đảo bà con nhân dân trong làng. Thay mặt ban tổ chức tang lễ, tôi xin giới thiệu ông Hoàng Văn Tôn, thôn trưởng thôn Đồng Yên, trưởng ban tang lễ lên đọc lưu ban. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện cho chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong thôn, trong ban mặt trận làng Đồng Yên, kính thưa thân nhân gia đình tang chủ cụ Phạm Thị Nhã, thưa toàn thể bà con nhân dân, hôm nay chúng ta có mặt tại đây ngậm ngùi đau buồn dự lễ tang và đưa tiễn cụ Phạm Thị Nhã về nơi an nghỉ cuối cùng. Cụ Phạm Thị Nhã, một thành viên trong cộng đồng của thôn chúng ta, một người mẹ vợ, người mẹ, người bà, người cố, hiền lành, nhân hậu trong gia đình, người chị em vị tha trong họ mạc, sống làng, người hồi viên gương mẫu trong hội người cao tuổi làng Đồng Yên, xã Tây Thắng, mặc dù đã được con cháu họ hàng chăm sóc tận tình, được bà con hàng xóm thăm hỏi động viên, các cơ sở y tế tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, cụ đã qua đời để lại nỗi tiếc thương cho gia đình hòa mạc sống làng. Trong giờ phút đau buồn này, thay mặt cho cán bộ, đảng viên, nhân dân làng Đồng Yên, xin gửi tới gia quyến cụ Phạm Thị Nhã lời chia buồn sâu sắc và lời động viên chân thành. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa thân nhân gia đình tang chủ, thưa toàn thể bà con, cụ Phạm Thị Nhã sinh năm 1921 ở làng Thị Lạc, xã Tế Nông, trong một gia đình nông dân nghèo. Tuổi thanh niên của cụ nằm trong giai đoạn sụp sôi của những ngày tháng cách mạng. Tháng 8 năm 1945, cụ đã tích cực tham gia các đoàn thể cách mạng như thanh niên, phụ nữ, đi dân công họ tuyến phục vụ các chiến dịch như Thượng Lào 2/17, Điện Biên, Hòa Bình Lập Lại,
cùng cùng gia đình tích cực. Tham gia đổi công hợp tác xã và là một xã viên tích cực đến năm 1951. Tủ xây dựng gia đình với tủ ông Nguyễn Đình Nhị ở làng Đậu Yên. Những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, chồng phải tham gia trong quân đội, chiến đấu ở chiến trường miền Nam, điều kiện kinh tế gia đình vô cùng khó khăn. Máy bay bắn phá, con cái còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi học. Cụ đã đảm đang thay chồng nuôi dạy con cái ăn học đến nơi đến chốn, tham gia tích cực công việc sản xuất ở hậu phương để chồng yên tâm chiến đấu kháng chiến thắng lợi thống nhất đất nước. Cụ vẫn đảm đang công việc gia đình cho chồng yên tâm công tác phục vụ nhà nước. Gia đình cụ có 4 người con, 3 trai 1 gái. Các con cháu của cụ đều đã trưởng thành tham gia trong quân đội. Nhiều người là cán bộ đảng viên đóng góp nhiều công sức trí tuệ cho nhà nước địa phương. Con cháu của cụ còn là những điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, là gia đình văn hóa trong những năm vừa qua. Những năm gần đây do tuổi cao sức yếu nhưng cụ vẫn nhiệt tình giúp đỡ cho con cháu và vẫn tham gia đều đặn sinh hoạt hội người cao tuổi làng Đậu Yên. Nhưng quy luật khắc nghiệt của cuộc sống, con người sinh lão bệnh tử, tuổi cao sức yếu, hôm nay cụ về nơi ăn thì cuối cùng với ông bà tổ tiên để lại niềm tiếc thương cho con cháu gia đình, cho họ mạc xóm làng là một tổn thất cho hầu người cao tuổi. Khi còn sống của cụ giảm gì hiền lành đức độ như vậy, như cây đại thọ che bóng cho con cháu nương nhờ, cho họ mạc xóm làng kính trọng. Nay cụ về với tổ tiên, mong cụ sống khôn chết thiên, hãy phù hộ cho gia đình khỏe mạnh bình an làm ăn phát đạt, hãy phù hộ cho sống làng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh tươi đẹp như lúc sinh thời cụ vẫn thầm tâm niệm. Cụ Phạm Thị Nhã kính mến, giờ phút chi ly đã đến, xin vĩnh biệt cụ với quý bà, chúc cụ yên giấc ngả thu. Xin mọi người hãy dành một phút tưởng niệm cho cụ Phạm Thị Nhã. Phút mặc niệm bắt đầu. Hôm nay ngày 17 tháng 2 năm Kỷ Hợi, cụ Phạm Thị Nhã đã từ bỏ cõi trần vì những việc con cháu anh lâm hỏa thà, vì những việc xóm làng Đậu Yên như chúng. Tôi thay mặt cho ban chấp hành hội người cao tuổi thôn Đậu Yên, thôn Đậu Yên đọc lời chia buồn của ban chấp hành hội người cao tuổi xã Tế Thắng tới gia đình tam trụ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc,
tế thắng ngày 22 tháng 3 năm 2019 lời chia buồn. Kính thưa gia đình tang tổ ông Nguyễn Thanh Nghị cùng gia quyến, chúng tôi vô cùng thương tiếc được tin cụ Phạm Thị Nhã đã từ trần lúc 2:53 ngày 21 tháng 3 năm 2019, tức là ngày 16 tháng 2 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 98 tuổi. Cụ là một hội viên chi hội năm, là hội người cao tuổi xã Tế Thắng. Cụ mất đi là một tổn thất lớn cho gia đình. Con mất mẹ, cháu mất bà, chắc mất cố, anh em họ hàng mất người thân, nhân dân làng Đạo Yên mất đi một người vô cùng quý mến. Hội người cao tuổi xã nhà mất đi một hội viên mẫu mực, luôn luôn có tinh thần đóng góp xây dựng hội ngày thêm vững mạnh. Trong giờ phút đau thương này, thay mặt ban chấp hành xã gửi tới gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất, để học tập và noi gương cụ Phạm Thị Nhã, toàn thể hội viên chúng ta sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội và gia đình. Bên hương hồn cụ Phạm Thị Nhã, toàn thể hội viên chúng ta xin kính biệt cụ, chúc cụ an đất ngàn thu. Tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Đình Hoàng, đại diện cho thân nhân tăng tổ lên phát biểu ý kiến. Xin mời ông. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa các quý vị đại biểu, các ông, các bà, các quý khách gần xa, gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức lễ tang, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận xã Tế Thắng, chi bộ thôn Đậu Yên, các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố 2, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trường mầm non xã Tế Thắng, ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Tế Thắng, hội cựu chiến binh sư đoàn 341 xã Tế Thắng, hội người cao tuổi xã Tế Thắng và thôn Đậu Yên, chi hội cựu chiến binh thôn Đậu Yên, hội học sinh trường trung học nông cống khóa 82-84, hội làm vườn xã Tế Thắng, các gia đình thông gia nội ngoại, anh em bà con cô bác, hàng xóm láng giềng và cái cách gần xa đã đến viếng chia buồn và tiễn đưa vợ mẹ bà cố chúng tôi và bà Phạm Thị Nhã về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà làng Đậu Yên xã Tế Thắng. Trong lúc tăng ga bối rối có điều gì khuyến khích, kính mong lực lượng thứ trưởng nam Nguyễn Đình Bút, thứ nữ Nguyễn Thị Hương cùng chồng con cháu chắt anh em họ hàng xin được cảm ơn. Và sau phần an táng, gia đình xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể các ông, các bà, các anh, các chị về gia đình ông Nguyễn Đình Bút mời cầu nước. Xin trân trọng cảm ơn. Rồi mẹ ơi, rồi các con phải chia ly mẹ rồi. Mẹ ơi, miếng trầu mẹ chẳng còn tên, mất rồi cả tin mẹ hiền xưa hà nay. Mẹ ơi, xì xào gió thổi vườn cây, tưởng như mẹ lại về đây mỗi lần. Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi,
thương các con xúc động tất hòa thần, chợt chợt thấy mẹ dọn phần thương hòa đau. Ơi mẹ ơi, con nay dạ những sầu bi, đầu đội chữ hiu chân quỳ, chân quỳ chứ chung ngôi mẹ. Thank you.
đến trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa, trẻ đàn con nằm mùa, cánh cơn mưa chân thù, mẹ ngồi dưới cơn mưa. Mẹ lội qua con suối dưới mưa bom không ngại, mẹ nhẹ nhàng đưa lối tiên con qua núi đồi. Mẹ chìm trong đêm tối vô mưa, tóc che lối con đi, đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa, che từng căn hầm nhỏ, xóa sạch về con mẹ, mẹ đôi trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện.